Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện với xe máy? Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều cử tri thuộc các đoàn đại biểu Quốc hội của một số địa phương đã liên tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện với xe máy. Theo các cử tri, Nghị định số 100 năm 2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức xử phạt với xe mô tô, xe gắn máy không mua bảo hiểm tự nguyện khi vi phạm giao thông là từ 150.000 đồng. Tuy nhiên, khi người dân mua bảo hiểm đối với xe mô tô, xe gắn máy gặp tai nạn giao thông, thì đơn vị hay công ty bán bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy lại không có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho người dân và trốn tránh trách nhiệm bồi thường. Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông phải bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện cho xe mô tô, xe gắn máy, vì nếu không mua sẽ không đủ giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông. Còn nếu mua bảo hiểm mà có rủi ro xảy ra, thì người có quyền lợi lại không được bồi thường thỏa đáng. Đơn vị hay công ty bán bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy lợi dụng vụ việc để trục lợi. Theo các báo cáo thống kê, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với xe cơ giới mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, loại hình bảo hiểm này lại có tỷ lệ bồi thường thấp nhất trong các loại bảo hiểm do thủ tục bồi thường phức tạp. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới năm 2021 là gần 3.950 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2022 ở mức 3.221 tỷ đồng và năm 2023 ở mức 4.342 tỷ đồng. Dù doanh thu không ngừng tăng qua các năm, nhưng tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới là rất thấp. Tỷ lệ bồi thường năm 2022 chỉ đạt 17,4%, tương đương 562 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường năm 2023 ở mức 21,8%, tương ứng 948 tỷ đồng. Cùng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, nhưng tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chỉ bằng 1/3 bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện. Năm 2022, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện ở mức 56,7% và tăng lên mức 62,4% vào năm 2023. Trước đó, trong năm 2023, đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương gồm Bến Tre, Long An, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc với xe máy do chưa đảm bảo quyền lợi của người dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi quy định theo hướng không bắt buộc mua bảo hiểm hoặc quy định thủ tục chi trả bảo hiểm đơn giản nhất để người dân được thuận lợi hơn trong việc hưởng bảo hiểm này. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng phản ánh tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới hiện thấp hơn rất nhiều các loại bảo hiểm bắt buộc khác. Về mặt tổng lợi ích cho xã hội, bảo hiểm bắt buộc với xe máy không bảo đảm nguyên tắc lợi ích lớn hơn chi phí. VCCI đề nghị Bộ Tài chính thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ trường hợp với xe máy. Việc mua bảo hiểm xe máy, bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác, sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên. Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, số vụ tai nạn giao thông do mô tô hai bánh, xe gắn máy, xe máy chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Hậu quả tai nạn giao thông đã gây thiệt hại với nạn nhân, chủ xe, gây ảnh hưởng chung đến toàn xã hội. Bộ Tài chính cho biết đã đơn giản thủ tục bồi thường đối với xe máy tại Nghị định số 67 năm 2023. Cụ thể, đã cắt giảm thủ tục, quy trình và hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Theo đó, hồ sơ thủ tục bồi thường đã được cắt giảm 2 trên 5 tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng so với quy định trước đây. Trong khi đó, trả lời về nhiều kiến nghị xem xét bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện đối với xe máy, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 nêu, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
là một trong những bảo hiểm bắt buộc nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội. Trên cơ sở quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, Luật Giao thông Đường bộ quy định, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định số 100 năm 2019 quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Trong khi đó, việc nghiên cứu sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm của chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ. Những bất cập trong chi tiêu quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Không chỉ có doanh thu lớn, chi bồi thường nhỏ giọt do thủ tục dườm già, người dân còn bức xúc đề xuất bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới bởi những bất cập trong việc chi tiêu quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này được trích từ tiền mua bảo hiểm bắt buộc của người dân, nhưng việc chi tiêu quỹ tiềm ẩn nhiều điểm chưa hợp lý. Tại Nghị định số 67 năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới sẽ phải nộp 1% doanh thu phí vào quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này thành lập nhằm chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, công tác đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông. Theo báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm 2021, lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng nguồn vốn của quỹ là 449 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền đóng góp từ doanh nghiệp bảo hiểm là 385 tỷ đồng. Thu từ tiền lãi gửi là 63 tỷ đồng, khoản thu khác là 120 triệu đồng. Riêng năm 2021, quỹ bảo hiểm xe cơ giới có tổng nguồn thu là 42,7 tỷ đồng, gồm thu từ doanh nghiệp bảo hiểm là 32,6 tỷ đồng. Lãi tiền gửi là 9,99 tỷ đồng. Trong tổng nguồn thu trên, lũy kế đến cuối năm 2021, quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi 264,8 tỷ đồng. Một trong khoản chi từ quỹ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng khá lớn là chi hỗ trợ khen thưởng cho lực lượng cảnh sát với tổng số tiền lũy kế đến cuối năm 2021 lên tới 44,8 tỷ đồng. Riêng năm 2021, chi khoản này đạt 5,5 tỷ đồng. Các khoản khác như chi đề phòng hạn chế tổn thất là 119,4 tỷ đồng, chi tuyên truyền giáo dục là 29,3 tỷ đồng, khoản xây dựng cơ sở dữ liệu là 43 tỷ đồng, khoản chi hoạt động hỗ trợ của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN là 6,6 tỷ đồng. Khoản chi thấp nhất của quỹ là chi hỗ trợ nhân đạo với số tiền lũy kế đến cuối năm 2021 chỉ ở mức khiêm tốn là 1,33 tỷ đồng. Riêng năm 2021 không chi bất cứ đồng nào cho nội dung này. Trong khi đó, đây là một trong những khoản chi góp phần hỗ trợ người tham gia giao thông xe cơ giới không may bị tai nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video cập nhật tiếp theo.